không? Cái bóng hồng rất là bóng nha. Về những cái gel hay là powder hay và sản phẩm gì đó thì cứ inbox cho Smile. Đó, thank you mọi người ha. Chúc mọi người có một buổi sáng nha. Hai các bạn, sau đây Smile sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà đắp bột và apply rất là thin, rất là mỏng và sát cuticle, và cái quay là vuốt coven shape. Để mình xem đây. Ok, và bây giờ mình sẽ start ha. Mình sẽ làm ha. Sau này cái ngón này mình sẽ apply một cái phần mỏng của cái clear. Mỏng thôi. Đó, nhẹ nhàng xuống. Mà mình bỏ nửa cục thôi, nửa móng thôi, tại vì nó làm cái da rắn ở phần nửa móng thôi. Và sau đó mình sẽ apply một cái phần cái clear, cái sparkle, gọi là ombre lên. Đó. Rồi mình lên ra, lấy bột ra. Và trong cái thời gian đó mình sẽ đợi cho nó khô một chút. Trong cái thời gian mình chờ đợi cho nó khô một chút ha. Đó. Xong rồi mình sẽ lấy một tấm lưới này. Mình sẽ lấy một cái tấm lưới này mình bỏ lên. Đó. Mình bỏ lên. Các bạn mà có question gì cứ hỏi ha. Rồi mình sẽ bỏ lên, mình đè xuống nhẹ nhàng thôi, rồi mình lôi ra liền. Lôi nhanh ra, đừng có để lâu quá. Nếu mà để lâu quá nó sẽ bị dính lại. Và một khi nó bị dính lại nó sẽ bị mix up với cái đường line, nó bị sucking đi. Đó. Bắt đầu mình sẽ apply một cái phần nhỏ của cái phần của clear. Ở lên cái phần này. Đó, clear the mỏng thôi. Vì khách này á thì thích cái móng mắt rất là mỏng, bởi vì mình không có làm dày được. À, mình sẽ fade ra. Và sau đó mình sẽ lấy một chút phần của màu đen. Mình sẽ bỏ lên cái phần này, mình sẽ làm nhẹ ra, mỏng ra. Đó, đừng cho nó dày quá. Ít thôi, từ từ thôi. Đó, bỏ lên từ từ. Đó. Các bạn thấy không? Thấy rõ không? À, em quay sát rõ lại cho người ta coi.
đó. Xong rồi mình sẽ lấy lại một phần của cái sparkle, mình sẽ bỏ lên cái giữa cái móng và mình sẽ fade xuống để cho nó có cái độ tự nhiên của cái móng đó. Và sau đó mình sẽ apply một cái clear lên trên mặt móng đó, mình bỏ lên rồi mình bỏ xuống để cái tay chỏng xuống liền. Mình sẽ đẩy lên kiroko, mình đập xuống cho nó bám vào và nó khâu vào cái silver. Bắt đầu mình sẽ bút móng từ trái nè, từ trái qua phải nè, đó, từ phải qua trái lại, từ trái qua phải lại, nhớ là vút mỏng thôi, tại vì người khách, vị khách này thì không thích móng dài, móng dày, đó, mình vút rất là mỏng, đó. Đó, hoặc sau là cái ngón này mình sẽ apply chắc cái màu đen, tí thì mình sẽ gắn cái dây, mình sẽ gắn dây và mình sẽ gắn hột ha. Mình đây là cái cách mà cái quay của Smile apply một cục bột ha. Đó, mình sẽ bỏ lên. Bắt đầu mình chỏng tay xuống, bắt đầu mình đẩy bột lên này. Đẩy lên, đập xuống, đẩy lên, đập xuống. Đẩy lên, đập xuống. Đó, đẩy lên. Đẩy lên cho sát cuticle. Cái cuticle này nó hơi bị méo hai bên hông này nè. Đó, mình cứ đẩy lên trên hông để làm sao để mình tạo lại được cái độ tròn, mình đừng có làm cho cái móng nó bị méo đi. Đó, mình đập nè, đập cho nó xuống nè. Đó, cái màu đen thì nó thường thường nó có chảy. Bây giờ mình làm từ từ thôi. Đó, bắt đầu mình vuốt ra bên hông nè. Vuốt bên hông đó, bắt đầu đều phải không? Bắt đầu mình sẽ vuốt từ phải qua trái nè. Từ trái qua phải nè. Từ trái qua phải tiếp nè, từ phải qua trái nè. Mỏng ma thôi. Đó, xuống một ngón là đầy đủ. Nhẹ thôi. Tầm lan nữa hả? Đó. Thấy không? Cái móng cái da của người ta này nó bị ăn gian rồi, bị méo mà mình phải đắp cho ra luôn. Để sao để mình ăn gian lại, để mình làm cho cái móng nó tròn lại, nó không có bị thiếu. Đó. Chứ không phải thấy tay của người ta mà cái móng cái da của người ta vậy mà mình đắp như kiểu vậy. Đó, giống như ngón tay người ta méo, mình phải chỉnh qua lại cho nó thành thẳng. Đó. Và sau này cái ngón này mình sẽ cắt một cái smile line. Mình apply mỏng thôi, mình sẽ bỏ lên nhẹ nhàng, lôi xuống từ từ và mình sẽ đẩy lên cuticle, đập xuống, đẩy lên, đập xuống, đẩy lên, đập xuống để cho bột nó ăn, nó bám vào. Đó, xong bắt đầu mình sẽ lên hai bên hông này, nó bột có ra ngoài mình phải lên liền. Bắt đầu mình sẽ lấy nước này, vuốt này từ phải qua trái này, đó, từ trái qua phải này, đó, vuốt từ từ xuống nha, từ trái qua phải này, đó, vuốt xuống, bắt đầu đợi xong, đợi cái khúc này để yên đó. Bắt đầu mình sẽ việc lên lại hai bên hông để cho cái bột, make sure là cái bột nó không bị ra ngoài móng và nó sẽ bị đều. Đó. Và trong cái thời gian đó mình sẽ đợi cho nó khô một chút, nhưng mà cái bột ở tiệm á, thì cái bột ở cái khí hậu này tiệm nó hơi nóng một chút bởi vì nó rất là mau khô. Bây giờ Smile sẽ cắt liền. Đó. Bỏ Smile sẽ bỏ vô Smile cân. Đó, Smile cân cần bao nhiêu, cắt bao nhiêu. Đó, bao nhiêu độ to. Thank you, an tâm nha, share giùm em nha. Mình bỏ vô, bắt đầu mình để xuống này, mình cân chuẩn, bắt đầu mình để xuống cái này, mình lôi ra từ từ. Đó, mình lôi ra từ từ, bắt đầu mình bỏ lại này để mình lên ra cái bột dơ, bột dư ra này. Đó, mình sẽ lấy cái bự hơn để mình lên cho nó dễ này. Đó. Bắt đầu mình lôi lên cái dơ ra. Cái cách này là cái cách mà over cut nha, chứ không phải là cái cách cái regular smile nha. Cái này là over smile. Hả? Hả sao em? Oval. Xong rồi sau đó mình sẽ apply mỏng một cái phần màu đen. Mỏng thôi. Đó, mỏng thôi. Bắt đầu mình sẽ đưa lên mình sẽ đưa lên từ từ, lấy từ cái mí cỏ ở bên hông đưa lên đó, để sao đừng cho cái bột nó ra ngoài da. Nó ra ngoài da là nó rất là dơ, mà khi nó dơ rồi nó nhìn nó không sạch sẽ. Đó, mình đổ từ từ thôi. Đó, mình đi lên từ từ. Đó, lên từ từ nhẹ nhàng. Xong rồi mình lên lại, bắt đầu mình sẽ apply một thêm chút phần của cái phần cái này nào, rồi mình bỏ thêm vào, bột thêm vào. Và xong rồi mình sẽ apply cái phần của sparkle lên. Bắt đầu mình sẽ fade it. Fade nó ra.
What's he doing? Natalie, what are you doing? Chạy. Đó. Sparkle có thiếu này, là mình add thêm bỏ vô. Đó, xong mình fade ra. Nhẹ thôi. Rồi xong rồi mình apply một cái phần clear nhỏ lên để cover lại. Mà nhìn cái móng vậy thật sự nó rất là mỏng nha, tại vì người khách này nó không có thích dày. Đó, bây giờ mình cắt rất là mỏng. Đắp rất là mỏng. Đó, bút xuống, bút ra. Bắt đầu mình lấy ra. Trời ơi, anh Tâm thả tim dữ ha. Và sau này cái ngón này mình cũng cắt là mình sẽ apply một cái phần của marble. Đó, cái ngón này marble. Các bạn thấy không? Đó, thấy rõ không? Đó. Cô này hết pin hả? Rồi mình sẽ bỏ thêm, mình supply thành giống như cái là cái mình cũng cắt nha. Mình sẽ bỏ bột lên. Và mình sẽ đẩy lên kêu cô, đẩy lên, đập, đẩy lên, đập, đẩy lên, đập cho nó xuống mà. Đó, bắt đầu nó vô sát kêu cô, bắt đầu mình sẽ vuốt nè. Đó, vuốt này, vuốt từ trái nè, đây từ phải qua trái nè. Đó, bắt đầu từ trái lại qua phải nè, từ từ đi xuống nè. Đó, từ phải la qua trái lại nè. Đó, nhẹ nhàng. Đó, đó, đó. Đó. Xong bắt đầu mình lên lại cho sạch nè. Đó, đừng cho nó ra ngoài da nha. Lên lại cho sạch thôi, sạch là sạch. À, các bạn mà có question gì cứ inbox đó, hỏi thôi, Smart sẽ trả lời hết. Bắt đầu mình sẽ bỏ vô mình kênh nè. Đó, cái ngón này nó tới đây, mình kênh. Nó đều đúng không? Bắt đầu mình sẽ bỏ xuống này. Ấn xuống liền. Một khi mình đã thấy hai bên kênh đều đó, mình sẽ ấn xuống này, mình đưa ra từ từ. Đó, mình đưa ra từ từ. Đó, nó cắt rất là thẳng, rất là cong và nó rất là sạch, nó không có bị dơ. Nó rất là sắc, sắc sảo ha. Hết bên luôn rồi, phone hết bên rồi, chết rồi. Xong rồi lần làm livestream là phone hết bên này. Rồi mình cũng apply một cái, mình sẽ lấy này, mình sẽ lấy nữa này. Em quay này, anh lấy bột cho người ta coi ha. À. Ok, mình sẽ lấy này. Thường thường á, mình làm cái ma bộ mình sẽ lấy cái màu lạt trước khi mình lấy cái màu đậm. Tại mình nếu mình lấy cái màu đậm trước á thì mình không thể nào lấy được cái màu lạt. Nó sẽ bị làm cho nó mờ đi. Bây giờ mình sẽ lấy cái màu lạt trước nè. Đó, mình sẽ lấy màu đen nè, đó, xong rồi nè. Mình bỏ vô. Mình bỏ vô cho nó ướt nha. Bắt đầu mình đưa lên từ từ nè. Đó, đưa lên. Đưa lên, nhích lên. Đó. Xong rồi bắt đầu mình lên nè. Đó, mình lên, bắt đầu mình chỉnh lại ở dưới này. Mình bỏ nước vô cho nó tan nè. Đó, bỏ nước vô. Bắt đầu mình bỏ thêm một miếng nước đây nè. Mình bỏ thêm chút màu đen vô để cho nó tan ra nè. Đó. Mình đưa lên, đưa thêm làm cái đường lên. Em quay sát lại cho người ta coi em. Đó. Xong rồi mình sẽ apply một cái chút cái phần của cái sparkle này. Đó, mình apply vô theo một cái lằn nè. Đó, cho nó sắc sảo của cái độ nét này của cái marble ha. Đó, xong bắt đầu mình cũng làm y chang như vậy bên cái phần này. Mình sẽ lấy một chút đen, một chút xanh. Mình sẽ bỏ vô cái phần này. Đó. Bắt đầu mình đưa lên nè. Đưa lên, thọt vô đó, đúng rồi, thọt vô cái điểm sâu này nè. Đó, bắt đầu mình lên lại này, nó có ra thì mình lên liền, mình đừng có để vậy, nó sẽ dơ. Rất là dơ ha. Xong rồi mình đập cho nó nguyễn vào cái phần khung này. Bắt đầu mình đi xuống này, vuốt xuống cho nó phách ra, nó faded ra, nhìn cho nó tự nhiên. Và xong này, sparkle nó còn thiếu ha. Mình sẽ bỏ vô, đập cho nó phần ra để cho nó có một cái sparkle nó giống như là một cái ngôi sao hỏa nha. Đó, bắt đầu xong là vậy. Đó. Rất là dễ đúng không? Đâu có khó khăn, cái này rất là dễ. Đó. Rồi mình sẽ áp cái phần clear này lên mặt móng này. Đó. Đó, bắt đầu mình sẽ lấy cái cọ này, mình đẩy bột xuống lại này. Đó, đẩy bột xuống này. Đó, bắt xong bắt đầu mình sẽ lấy nước này, mình vuốt này. Đó. Đây.
đó mình vuốt này, vuốt xuống này, đó mình cover lại cái phần của marble của mình ha. Đó. Quá đẹp luôn. Này là quả đẹp đấy, con muốn chi nữa. Ý. Ok. Các bạn có câu hỏi nào thì cứ hỏi nhá. Ma sẽ trả lời hết. Anh Tâm ơi, anh bắn tím đủ vừa vừa thôi, anh bắn nhiều quá em lạc. Anh lạc, em lạc là em làm không có được. Được cái dây cho em. Đấy hả? Khốn hết pin rồi à? Gần rồi à. Em làm chi mà khốn hết pin rồi. Quá trình đời thì mình Smart sẽ lên up một chút nha, rồi sau Smart sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà vuốt xếp ha. Ok, tại vì mình khi mình làm mình không để bột mỡ được tại vì nó dơ lắm. Bây giờ mình phải clean up hết đã trước khi mình làm cái khác. Trong cái thời gian chờ đợi thì mình Smart sẽ hát tặng cả nhà một bài hát ha. Hey. À. Và sau này à, chắc cái dây vừa đâu, không có cái cục đâu. Ở nhà, ồ, không thấy rõ rồi. Đúng rồi. Đó, và hi Mikey. How are you bro? Đó, mình bắt đầu mình hey. Ok. Bây giờ mình này. Ôi trời ơi, chết luôn rồi. Thôi luôn rồi. Rớt cái phone rồi. Làm ăn kiểu vậy lắm được rồi. Đuổi việc lên. Okay. Quay đàng hoàng. Oh my god. You made her laughing, you see? Ok. Ok, bây giờ mình sẽ dũa này. Mình sẽ đặt một cái điểm chuẩn ở đây. Từ cái thịt ở này, mình sẽ đặt cái dũa vô. Đó, mình đặt vô này, bắt đầu thấy không, nó vô khớp lên. Đặt cái là vô khớp lên, mà đặt vô khớp là sao mình. Khi mà nó vô rồi mình sẽ đẩy nè. Đó, mình đẩy nè, đó, mình đẩy rất là nhọt ngào, thấy không. Mình không cần phải múa rìu, múa gì cho nó mệt. Nè, bỏ một cái này, vô thấy không, vô khớp liền. Đó là mình đẩy thôi, đặt vô là mình đẩy. Mình đừng có đẩy, mình đừng có chần chờ. Đó, đặt vô là đẩy. Đó. Xong rồi mình sẽ canh lại này một ngón. Tại sao mình làm một ngón trước? Có nghĩa là mình làm một ngón chuẩn trước để làm sao để mình nhìn vào đó để mình làm mấy cái ngón khác thì nó mới được ha. Rồi mình để vô này, vô cái này đó, để vô cái là vô liền, thấy không, để cái là vô, đó đầu đẩy liền, đẩy đó, hai thiền gió không có đúng không, thiền gió đẩy bỏ vô khớp là phải đẩy liền đúng không đó. Bỏ vô là đẩy đó, đẩy. Khi mà các bạn vũ, các bạn để một cái đường thẳng nha, đừng có mua cái ngón tay của ta đi đâu hết. Khi mà các bạn đã mua rồi thì nó sẽ không canh chuẩn được cái độ thẳng của hai cái móng ha. Đó, mình sẽ vũ thẳng hai bên trước đều 5 ngón như nhau, xong rồi mình sẽ chỉnh ở cái bàn trên đó, mình để vô, bắt đầu mình sẽ đi đường thẳng đó, để vô đó. Với lại khi các bạn mà tại sao mà khi mình vũ cái xếp nó vô lẹ, nó có nghĩa là mình không cần vũ cái xếp trước mà khi mình đắp, mà tại sao mình vẫn vũa vô lại, tại sao? Tại vì khi mình vuốt cái trên cái đầu này á, thì mình vuốt thẳng xuống, nhưng mà khi mình vuốt trong cái phần này á, cái phần đầu móng á, thì mình vuốt vô. Bây giờ tại sao nó mỏng hai bên hông, thì lúc khi mà mình vũa thì nó là lạ ha. Đó. Ủa, hình như cái ngón này mình mới đắp xong rồi ta. À đúng rồi. Yeah, this one I just finished. Cái bàn này chưa. À, mình bỏ vô mình vũa tiếp này, giống như vậy luôn nha. À. Đó. Không ai hỏi gì hết em. Có thấy bánh chim không vậy? You like your nail? Mình cứ vũa vậy nha, 5 ngón y chang nhau nha. Đó. Nếu các bạn nhiều lúc mà cái bột nó ra ngoài da quá, mình ăn gian, mình đi vô này, mình ăn gian, mình đi vô, mình giả bộ mình gì? Mình gì ta gọi là cứa, đúng rồi, cứa nhẹ thôi.
để làm sao để mình ăn gian được cái điểm đó. Đó, mình cứa cái bột bột dư nó đi đi. Đó, mình cứa đi. Đó, đầu mình cũng làm vậy nè, năm ngón như chăng nhau nha. Đó. Đó. Năm ngón y như nhau. Đó, mình cứ vuốt hoài, vuốt mãi vậy ha. Vuốt xong năm ngón cho nó thẳng hai bên hông. Và khi nó thẳng hai bên hông, mình sẽ làm thẳng cái phần trên ha. Chứ mình đừng có làm một ngón xong lành được, tại vì á nó sẽ không canh đều được 10 ngón như nhau. Đó. Ở đâu mình sẽ lật ngược lại nè. Đó, bạn thấy không? Nó thẳng hai bên hông nè. Khi mà nó thẳng hai bên hông thì nó như mình vuốt cái phần trên nó rất là dễ ha. Em mình. Đó, bắt đầu mình canh này. Đừng quay mặt anh đâu. Đó, khi mà mình vuốt cái này phần này thấy không? Mình để một cái tay này, mình để cái tay vậy, một cái tay chống vậy. Một cái tay này á thì chống vậy, mà đừng có chống lên quá này, qua cáo này. Nếu mà qua cáo khi mình phao nó sẽ ăn mòn cái măng của mình. Bây giờ mình phải chống ăn gian xuống một chút. Thì mình vũa này, thả lỏng khi mình vũa này. Mình để chống lên chút thôi, đừng có chống xuống quá. Đó nè, thấy không? Mình thả lỏng thôi, mình vũa mỏng thôi. Mình giống như là mình đẩy cái nó thôi, nhưng mà mình không đè xuống, mình đẩy ngang chứ mình không có đè xuống thì nó sẽ không bị nó lướt lướt qua thì nó không có bị gì ta? Nó không có bị phải nói là gọi là chị ta, nó không có bị cạ, nó không bị đúng rồi, nó không bị mòn, đúng rồi, nó không bị mòn, đúng rồi. Chết má luôn rồi, tiếng Việt cũng không biết mà tiếng Anh cũng không biết. Ai nói cạn lời. Hai Alex chưa ngủ dậy sớm thế à? Mời mà đó, bắt đầu mình vũa nè, thấy không? Nhớ. Do you know her? Alex. You know Anthony? Yeah, he watch my video now. And I told him, you know, you is mine now. She don't love you no more. Yeah. Look at you. Đó. Đó, các bạn thấy thẳng không? Đó, thấy không? Tại sao nè? Mình vuốt hai bên hông này trước này. Hai bên hông nó thẳng đi ra đều nè. Thấy không? 10 ngón y như nhau. Đó, 5 ngón y như nhau, thấy không? Nó thẳng hai bên hông. Đó, khi mà nó thẳng hai bên hông, bắt đầu mình sẽ làm thẳng ở trên bên cần đầu. Đó. Bắt đầu mình khi mà mình vuốt con cá này, mình chỉ cần đưa ngón tay nó lật qua một chút thôi, mình đừng có bẻ quá, bẻ luôn cái tay của nó. Đó, mà mình nhìn ngón tay, mình đừng có nhìn cái kia. Ok, mình nhìn ngón tay thôi. Đó. Chắc tao chết quá. Tao chết. Xong thấy công mà liếc tao. Không. Không được rồi, ok. Ok. Bây giờ mình sẽ làm bên ngón này ha. Hồi nãy mình giờ mình làm bên này, bây giờ mình làm bên này. Đó, mình cũng đi. Từ cái điểm đó mình cũng nói nha, từ cái điểm xuất phát đó mình cứ đi thẳng này, đi một đường thẳng. Đó là cái điểm xuất phát mà Smile nói này, đó là cái thịt đây nè. Là mình để cái dũa ở đây là vô khớp liền. Đó, để cái dũa vô này, thấy không? Để cái dũa vô là vô khớp rồi, nó không có bị chảy đâu hết. Đó. Và nó thấy bột nó bị dư ra ngoài này. Đó bị dư này, mình sẽ đẩy lấy cái bình thịt mình này, mình đẩy ra, bắt đầu mình luồn vô này, mình ăn gian lên lâu á, cái bột nó ra ngoài mình luồn vô nhẹ nhẹ đã nha, để mình cắt cái phần dơ đó đi, rồi mình mới đẩy mạnh nha. Đó, mình phải làm nhẹ trước khi mình đẩy mạnh. Đó. Để mình tạo một cái gọi là mình tạo một cái đường mượt trước đã, rồi mình mới làm. Đó. Đó, mình cứ đẩy tiếp này, bắt đầu ngón này nè, đó. Đó. Các bạn thấy không? Cái bột dơ này nó ra dư này, nó ra ngoài móng này. Đó, mình lại lên này. Đó, lên nhẹ thôi. Bắt đầu mình ly ra lại cái phần ngoài. Phần cái điểm chính mà hồi nãy Smile nói, cái điểm chính của để mình để cái dũa vô. Ha. Đó. Bắt đầu mình sẽ cũng lật lại và mình dũa trên cái phần đầu móng ha. Đó, mình lật lại. Đó. Các bạn thấy không? Nó thẳng không? Nó thẳng hai bên hông không? 10 ngón y như nhau ha. Đó, khi mà mình làm được như vậy mình mới canh được là ngón nào ra ngón đó. Ôi chao ơi, đẹp à. Đẹp quá đẹp. À, xong rồi mình hi Jimmy. Anyone to want say see your face. Bắt đầu mình sẽ đo lại này. Khi mà mình làm xong mình sẽ đo. Ờ, em làm hả? Ô, lại phôn quái nữa. Phôn con bít mà. À, mình sẽ đo này nè. Cái ngón này á, nó sẽ bự hơn một chút này. Mình sẽ vũa thêm vô. Vũa vô.
đó, mình sẽ dũa vô và mình đo lại này, mình đo từng ngón nha, chứ không phải là mình đo có mỗi hai ngón đâu nha, mình đo từng ngón một đó, mình phải làm cho nó đều hết, phải là chuẩn hết, mình không có làm xấu đi một ngón được đó. Mình đã làm một bộ nail đẹp á, mình phải làm cho nó ra một bộ nail ha, đừng cho nó làm nó bị thiếu cái này thiếu cái nọ đó. Bắt đầu mình sẽ dũa nè. Ôi chết mẹ luôn à, rớt đồ trời. À dạ, hello Luân, mỏi đi chứ. Mi mệnh như vậy à, mi về Việt Nam xong mi qua mi mệnh như vậy à. Giờ tao ta dụa này, giờ tới đầu smile dụa ha. Này đó, tại sao nè, khi mà smile á đắp á tròn kia cồ mà nó không ra da nhiều nè, bởi vì khi mà smile chạy máy nè, này để vô cái là thấy không, nó đi thành đường, để vô cái là thì thành đường, là nó tròn tròn vo à. Đó, bắt đầu mình chỉ dụa sơ sơ này đó, mình để nằm cái dụa này nằm vậy, rồi bắt đầu mình đi từ bên này, khi mình pin này mình bét cái thịt nó ra này, thấy không, mình bét cái thịt ra này, này cái tay mình giữ này, này bét ra này, mình đi này, đi nhẹ từ bên này qua bên này là nó sẽ làm mỏng cái phần đó. Đó, mình đi tới đâu là mình cái tay mình á này, cái tay mình ăn da cái tay dưới này mình bét ra này, để làm sao để cho cái máy nó khỏi bị mày điên chứ, phải bét ra đó, mình bét ra đó, bắt đầu mình đi đó. Các bạn thấy không, cái móng mình đắp á nó đều sẵn rồi, mình chỉ đi sơ thôi, là mình bóc phờ là mình sơn lên được rồi, tại vì nó muốn mỏng, rất là mỏng. Cái con này nó không có muốn cong, nó muốn mỏng và đẹp vậy thôi mà thẳng. Đó, giống như mấy ngón này nó hơi dài nè. Đó, mình đi sơ qua đã. Đó, bắt đầu mình sẽ đi lên làm cho nó mỏng lại nè. Đó, làm cho mỏng nè, thấy không? Bắt đầu không? Đi rất là nhẹ nhàng, đừng có đi nhanh quá ha. Đó, cái phần kia cô lúc nào cũng phải đi nhẹ nhàng. Khi mà đi nhẹ nhàng xong cái phần kia cô mình sẽ đi nhanh này. Mình sẽ bật máy này, mình đi nhanh này. Mình sẽ đi nhanh cái phần ở đầu nó móng này. Đó. Trong cái đầu của các bạn, khi mà các bạn dụ á, lúc nào cũng lấy cái điểm chấn là có từ bên này để chạy qua bên này. Đó, các bạn cứ nghĩ trong đầu lúc nào cũng vậy. Các bạn chỉ cần nghĩ sai một điều thôi, có nghĩa là sao? Mình cứ nghĩ là cái đầu dụ nó sẽ phát từ đây mà các bạn dụ nó sẽ bị chém liền. Mà trong đầu các bạn lúc nào mà có nghĩ là cái đầu dũa nó xuất phát từ bên này thì không bao giờ cái đầu dũa mà nó chảy ra ngoài móng hết á, nó hoặc là bị chém, nó bị sẹt sẹt của người ta hết á. Đó, đó. À, nổi lên, tao mệt quá. Jimmy nói với Jimmy. Đó. Bởi vì khi mà các bạn đắp bột á, nhớ là apply cái phần kia cổ vừa mỏng và vừa sát, đừng cho nó dày quá. Tại sao mình dũa nhiều đó, mình đâu cần phải dũa nhiều, thấy không, mình chỉ cần đi sơ sơ thôi đó. Và khi mà mình chạy kia cổ vậy, nó không có bị cấn và nó không bị cắt tay của người ta. Tại sao các bạn đắp dày, các bạn dũa tới dũa lui nó sẽ cắt tay người ta liền đó. À, bây giờ mình khắc phục một cái điều đó là mình nên apply mỏng càng good đó. Các bạn nhớ là càng mỏng nó càng khó hở nha, mà càng dài nó sẽ càng dễ hở. Tại vì sao, cái bột khi mà các bạn apply mỏng á, nó có cái độ ướt, nó không có cái độ khô, bởi vậy là sao, nó càng bám vô cái móng ha. Các bạn thấy không, mình đắp sát không này, mà thật sự nó không có đúng da, thấy không, nó vừa mỏng này, coi nó mỏng này, thấy các bạn thấy nó mỏng ra không, mình bỏ ngón tay vô này mà mình không có một cái khức dài đó, mình đắp cho nó mỏng ra đi ra. Đó, và khi các bạn dũa cái phần trên này đó, các bạn để ngón tay thẳng vậy, khi mà xong rồi bắt đầu nó đẹp trên phần cái cột, bạn để ngang vậy để bắt sao để mình dũa này mình canh được này. Nếu các bạn muốn cong thì nó cong ở đây, nếu mà các bạn không muốn cong nó đi ra đều á thì nó khác nha. Đó,
các bạn để tay dễ các bạn mới thấy được cái độ dày nó bị thô, cái độ nào thô nó độ nào mỏng ha. Ha. Đó mình đi nhẹ qua, lên ra, lên cho nó sạch ra, dũa cho nó mỏng, dũa cho nó đẹp, dũa cho nó láng, nó láng giống như smile vậy á, mút. Đó. Hoặc á các bạn mà nếu nhiều lúc mà đắp dài quá các bạn dũa cái phần trước móng này, các bạn dũa cái phần trước móng trước, các bạn đi vô từ từ này, đó. Các bạn thấy không? Đi dũa trước móng này đi vô từ từ. Đó. Bắt đầu mình khi mình vô từ từ trong phần yêu cầu mình sẽ đi chậm lại này. Các bạn thấy không? Mình đi chậm lại, đó. Chậm lại. Cái phần nào dài mình sẽ dũa lại, dũa cho nó ra hết cái phần dài đi. Đó, mình phải làm cho cái móng thật là smooth, bởi vì khi mà nó rờ vô cái cặp móng nó láng mà nó láng, nó mịn mà nó đẹp mà giống như mình vậy đó. Mình phải nghĩ vậy. Nó bóng nữa, đúng rồi, phải có bóng nữa, đúng rồi. Bóng, đúng rồi. Đó nha. Yeah. Phải bóng nữa. Cái đó bóng là phải hỏi anh Tâm Đỗ. Đó. Anh Tâm Đỗ anh bóng lắm á. Tâm đi tắm rồi hả? Mới nói mà đi xà xà bông lên cái. Đó, cái phần này hồi nãy mình nói bác bạn này, thấy không? Nó bị nó, cái thịt nó bị ăn gian này, đó, thấy không? Và tại sao mình đắp vô luôn này, vô sâu này, đó, bây giờ này mình phải ăn gian lại nó này, mình đi từ từ, mình nhẹ thôi, mình đừng có cắt cái luôn cái phần mỏng đó, mình để vậy để sao, thấy không? Các bạn thấy không? Nó bị nó vẫn tròn đặn, nó không bị thiếu bột, nó không bị mất bột vô, đó, mình đi nhẹ nhẹ từ từ thôi, đó. Ok. Khi các bạn dũa, các bạn cũng phải là bỏ cầm cái tay vô thật là, cái tay dũa là thả lỏng, mà cái tay giữ là phải giữ chặt, nó không được thả lỏng. Nếu mà các bạn thả lỏng thì nó rất là dễ bị chém hoặc là bị gì bay ra ngoài ha. Các bạn phải thả lỏng cái phần cái đầu dũa mà mình giữ chặt cái phần giữ, cái trụ. Là cái tay là giống như cái trụ, đúng rồi, trụ. Anh riệt ra phạt âm sai hết. Đó, khi bạn bóc này, bóc là cho nó bóng luôn, bóc để cho nó bóng, mình dũa nó không bóng mà mình bóc nó bóng nha. Đó. Giống như mình cắt tóc cũng vậy á, nó bôi lên á, nó bóc phờ vậy á, nó bóng. Cười gì em? À, mình lên xoa sạch ở cái phần dưới móng nha. Ok, bây giờ này bắt đầu mình cũng lên này, bàn này cũng này, bóc này. À, bóc này. Bóc cho nó sạch ra cái dơ đi. À, cho nó láng cái móng, tại vì khi mà mình bỏ cái lớp top lên á, nó phải smooth. Học kì, mình học cái từ nó là từ Tâm Đỗ nha, nó là dễ thương và đáng yêu. Can you go wash your hand please? Ok, nào mình sẽ lên up lại một chút này, bắt đầu mình sẽ gắn dây nha, mình sẽ gắn dây rồi mình sẽ gắn hột xoàng lên cho nó sang á. Nói đi. Mọi người chờ một tí nha, để cho khách đi rửa tay xong rồi mình sẽ quay lại với mọi người. Bữa nay thì Smile sẽ hướng dẫn mọi người cách làm dán mấy cái đường line á, sao mà cho nó không bị chóc, với lại dán mấy cái diamond á, sao mà cho nó không bị chóc luôn. Thank you.
bố được nữa. Mình phải cho dễ mang biết. À, mình là Kim Mi Trương, là em trai, anh trai của Smile Trương và Alex. Mình là người mà dẫn dắt tụi em, tụi đàn em lên. Anh đang chắc là đang coi. Anh đang ở Việt Nam đang coi nữa. Hỏi giờ con người không biết ai là cái việc của mình đó. Ok. Ok, mình dùng cái gì đây anh ơi mình? Đó là mình dùng cái gummy gel. Đây. Đó, gummy gel nha. Ô, ai mà đưa cái mặt nóng mổ giận dữ vậy chà, ai làm ấy buồn vậy nhè nha. Và mình sẽ gắn lên nha, mình sẽ gắn dây này, cái dây này bắt đầu mình lấy sao, mình lấy cái phần này này, mình bỏ vô, right, mình bỏ vô này, mình bắt đầu mình để mình liềm chuẩn này, mình lôi xuống từ từ này, đó bắt đầu mình giữ lại này, bắt đầu mình vuốt này, đó mình vuốt cho nó bám vô đó. Rồi xong rồi mình sẽ lấy kềm mình cắt này. Ôi chết mẹ rồi sao bị ok. Mình canh lại cho nó thẳng này, bắt đầu mình cắt này. Cắt trước đã, xong bắt đầu mình cắt cái phần như này. Đó, bắt đầu mình cắt cái phần dưới này. Bắt đầu làm sao, tại sao nhiều người cứ nói là tại sao nó bị bung ra hoài. Đó mà tại sao người ta không có vuốt, người ta cắt xong người ta không vuốt này, mình này. Mình cắt xong này, bắt đầu mình vuốt này. Đó, mình vuốt cho cái keo nó bám rồi. Đó, nó bám nè. Đó, mình vuốt xuống nè. Đó, thấy không? Nó không có bị hở này, nó không bị bung ra. Nó, ấy, chết đâu rồi, nó không có bị bung ra nè. Thấy không? Nó đứng yên tại chỗ. Đó, bắt đầu mình làm con khác nè. Đó. Mình làm con khác này, mình cũng làm giống y chang vậy nè. Đó. Xong rồi mình cắt cái phần dưới cái này trước nè. Đó. Và sau đó mình sẽ chỉnh lại, nó có bị méo này, mình chỉnh lại này. Đó, xong rồi mình cắt cái phần này đi. Các bạn nhớ nha, khi các bạn cắt cái phần chân móng này mình ăn gian chút nha, đừng có cho nó ra quá nha. Mình cắt vô một chút, đừng cho nó ra quá. Đó, nó bị méo này phải không? Mình để mình gỡ lại, mình gắn lại ha. Đó, xong cho nó thẳng rồi chưa? Chưa thẳng hả? Đó, mình cắt. Xong bắt đầu mình vuốt này. Đó mình vuốt. Yeah. Try it's hard, harder. So they more stick. Yeah. Rồi xong then we apply này. Mình supply một cái phần gummy gel. Yeah, mình có cái viết nha. Mà cái cây này mất đâu rồi, mình sẽ lấy cái bút chì, mình gọt hai đường, một đường á, một cái móng á là mình sẽ lấy bằng cái gel, một cái là mình để lấy bằng cái diamond. Đó. Thường thường nó làm cái màu clear này á, thì mình đưa nó đi với clear luôn ha. Xong bắt đầu mình đi cái lên cái phần đường này cho nó bám chắc này. Đó, mình cũng bỏ một cục miếng ở đây. Gummy gel nó sẽ giữ, nó sẽ làm cho cái đường line nó không bị chóc. À hả? Gummy gel nó cũng good lắm nha, nó có thể làm được tất cả nha. Sau khi mà bỏ gummy gel mình sẽ bỏ cái top coat lên. Mình bỏ cái top coat lên nha. Mình bỏ cái top coat lên. Các bạn nhớ nha, mình quật cái xung quanh mà chưa có cánh đây mà nó mình quật lên trước. Đó, mình quật lên trước này. Đó, quật lên trước. Xong rồi mình sẽ vuốt lên cái phần của diamond này, mình bỏ này, mình chấm lên thôi, nhẹ nhàng thôi. Đừng có vuốt mạnh quá nó sẽ đi hết cái keo của mình nha. Cái gummy gel nha.
Rồi xong rồi mình sẽ gắn diamond, mình sẽ gắn hột bự nè. Ôi rồi, diamond đâu hết rồi. Đó. Mình sẽ gắn diamond lên. Đó, cho nó đẹp nè, sung xinh lung linh nè. Mình sẽ gắn hột nhỏ lên. Đó, cho nó long lánh nè. Đó. Bực mình cái viết này dễ sợ luôn, nó không dính luôn. Đó, mình sẽ bỏ vô. Mình sẽ ủ cho nhẹ nhàng. Đó. Và xong rồi mình sẽ bỏ một cái cục clear lên. À. Và mình sẽ add hai cái cục nhỏ bên hông. Đó, mình add vô cho nó sinh động thêm ha. Đó. Chứ cái tốt của cái loại treo này là khi mấy bạn bỏ lên thì mấy bạn không cần phải mấy bạn có thể chỉnh, điều chỉnh. Nó không có khô. Nó chỉ khô khi nào mấy bạn bỏ vô đàn nó mới khô thôi. Mình bỏ lên cục nhỏ nữa cho nó xinh đậm ha. Đó, cho nó sexy lady đi. Đó, là xong một ngón ha. Bắt đầu mình sẽ bỏ vào đèn. Các bạn thấy không, khi mình vuốt nè, thấy không, cái sticker nó không bao giờ nó bung ra, nó vẫn mãi là mãi như vậy. Đó. Mình sẽ bỏ lên cái sticker nha. Rồi xong rồi mình sẽ sơn lên nè. Các bạn thấy mình bỏ không đó? Đó, mình bỏ lên từ từ thôi, nhẹ nhàng thôi, đừng có vuốt mạnh quá. Đừng có vuốt cái vành cái phần mà mình định bỏ phải đây mà nha. Đó, mình bỏ lên. Ê, mày chờ thì mày lần mới nha, mày lên cho tao nha. Không, chưa đâu. Không, Hà Nội rồi. Hà Nội rồi. Mình bỏ vô. Sao? Đi về luôn đó. Đó, mình bỏ từ từ nhẹ nhàng vô ha, mình đừng có hấp tấp quá ha. Đó, bắt đầu mình cũng add thêm một cái ly nhỏ vô đây. Đó, và nhỏ thôi. Đó, nhẹ nhàng. Đó. Đó, từ từ thông thả mà làm ha, không cần hấp tấp ha. Không có ai mà hối mình á. Khách có không hối mình thì mình không cần phải làm nhanh ha. Mình làm từ từ thôi để bộ nail mình nó ra hoàn thành hơn. Đó, bắt đầu mình sẽ bỏ vô. Bắt đầu hai cái ngón này thì mình thấy nó thiếu một chút, thấy không? Thì mình sẽ bỏ thêm cục lên mình để cho nó sống động ha. Tại vì nếu mà mình để không vậy thì nhìn nó thiếu quá. Đó, để làm cho cái bộ nail nó hoàn thành hơn. Có cái màu này cũng rất là đẹp nha. Cái màu này gọi là màu gì quên rồi ta? Màu thiêu. Đấy. Green mà gọi là green gì ta? Green teal. Green teal, đúng rồi. Green teal. Đó. Mình sẽ bỏ hai cục diamond trắng đi cho nó dễ thương. Đó, trắng cho nó nhìn nó sáng hơn cái màu. Đó. Đó, mình sẽ bỏ vô đèn lên. Wow, Hina, if he speaks some English, we'd like to learn also. Jimmy, why you don't speak English? They asking you. You have to speak English. Okay. Nói nhá. Not to attack diamond first, we're gonna apply the gummy gel. Mm-hmm. And then a top coat.
and then the diamond and keep that in the light for a minute. And then when I'm done doing that, this gummy gel. This gummy gel. Yeah, this it has to go together. Yeah. And then I'm gonna put a chocolate on all of it. Và mình sẽ bỏ top coat lên. Đó. Và cái phần này mình sẽ bỏ quật ở dưới một lớp nữa, nhìn cho nó trong ha. For the clear tip, we're gonna put the top coat underneath our nail too. Mm-hmm. So that's why our design is gonna stand out. Thank you, thank you. This is bad app. Thank you. Thank you, everyone. Đó, đó là cái móng nào nó ra nè. Nhưng đó là tự nhiên ha, nó không có cầu kỳ lắm. Mình sẽ bỏ lên, bỏ vô. Mình sẽ bỏ vô đàn. Và sau đó mình sẽ bỏ một chút dầu ha. Và sau đó mình sẽ đợi trong một đèn một chút xíu và mình sẽ bỏ Greenstone này mua ở đâu anh xe em biết được không? Văn Nguyễn cứ inbox cho Chim Mì Trương nha. Nha. Chim Mì Trương. Và sau đó mình đợi cho nó khô chứ nha, xong rồi mình sẽ bỏ đèn, mình sẽ bỏ cái phần mình sẽ bỏ cái phần của anh chị ta. Mình sẽ bỏ dầu lên móng ha. Và sau đó mình sẽ chụp hình. Can I see you now? Bowl a bit. Ok, mình sẽ bỏ dầu lên. Đó, mình sẽ bỏ dầu lên. Và sau đó mình sẽ lật ngược lại và cho coi sản phẩm mới ra, mới ra lò. Đó, đây. Đó, đây là cái bộ nail mới ra. Đó. Đấy, nail là phần bóng. Bóng thấy không? Thấy bóng không? Đó là bóng nha. Bóng. Nha. Đó. Yeah, thank you mọi người nha. Thank you. Mọi người có question gì cứ inbox cho Smile ha. Rồi về những cái gel hay là powder hay và sản phẩm gì đó thì cứ inbox cho Smile. Đó, thank you mọi người ha. Chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ và thank you.